Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đời sống của người dân địa bàn thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh bị đảo lộn bởi các đơn vị khai thác cát trong khu vực lòng hồ thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi, ngày đêm hoạt động. Nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi, địa bàn thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh hiện có hai đơn vị được dân sinh, gây hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông. Đặc biệt là tuyến đường cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy rừng mới được nhà nước đầu tư trên 10 tỷ đồng, cũng bị các phương tiện chở cát cày xéo phá hỏng nghiêm trọng. Ban quản lý rừng Hòa Bắc, Hòa Nam, Di Linh, đơn vị chủ đầu tư tuyến đường trên đã nhiều lần kiến nghị, nhưng thực trạng này vẫn chưa được giải quyết. Đã đến lúc cơ quan chức năng và chính quyền huyện Di Linh sớm vào cuộc và có giải pháp ngăn chặn xử lý dứt điểm vấn đề này. Không giống những quán cà phê khác ở Lâm Đồng, My Garden Swimming Pool khác biệt từ ngay chính tên gọi của mình. My Garden Swimming Pool là quán cà phê sân vườn nằm ngay ở vùng quê Lâm Hà,